Sức khỏe hạnh phúc xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong cái video của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 13 cái tác dụng của bắp cải có thể là chúng ta chưa biết. Và chúng ta biết rằng là bắp cải là cái loại rau quen thuộc vào mùa đông. Vậy ăn rau bắp cải có cái tác dụng gì ngoài giúp tăng hồng cầu, ngừa ung thư, tốt cho tim mạch, tốt cho não? Những cái tác dụng như thế này thì bạn đã biết được chưa? Thì cái thành phần dinh dưỡng và hàm lượng vitamin trong bắp cải nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt và 3,6 lần so với khoai tây. Ngoài ra thì vitamin A và P trong bắp cải kết hợp với nhau làm cho thành mạch máu bền vững hơn. Trong bắp cải còn có các cái chất chống ung thư. Tuy nhiên thì còn rất nhiều tác dụng của bắp cải khác mà chúng ta ít biết đến. Dưới đây là 13 cái tác dụng không ngờ của bắp cải chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là giúp hình thành các cái tế bào hồng cầu. Sắt là một cái thành phần giúp thúc đẩy quá trình hình thành của các cái tế bào hồng cầu, do đó mà tránh được các cái triệu chứng của bệnh thiếu máu. Tiêu thụ cải bắp kết hợp với các cái nước cam hoặc nước bưởi có khả năng tối ưu hóa sự hấp thụ của chất sắt từ cải bắp. Thứ hai là ngăn ngừa ung thư. Bắp cải và các cái loại rau cùng họ có chứa một cái chất có thể chống lại tế bào ung thư trong cơ thể. Chúng là những cái chất kích thích enzyme để kiềm chế tốc độ tăng trưởng của khối u. Nghiên cứu ở Trung Quốc chỉ ra rằng là những phụ nữ tiêu thụ một số lượng nhất định các loại rau như là bắp cải, bông cải xanh giảm nguy cơ các cái triệu chứng ung thư vú. Cái tác dụng thứ ba là tốt cho tim mạch. Hàm lượng kali trong bắp cải rất nhiều, tốt cho sức khỏe tim mạch và duy trì lưu thông máu khỏe mạnh. Đồng thời, tránh tắc nghẽn các cái mạch máu đến tim. Kali cũng là một cái hợp chất tốt để làm giảm các cái triệu chứng của bệnh tăng huyết áp. Hàm lượng kali cao trong bắp cải là một trong những cái loại thực phẩm được khuyến cáo tốt cho bệnh tăng huyết áp. Thứ tư là tăng cường hệ miễn dịch. Không chỉ trái cây như là cam, nho hoặc là táo mới có nhiều vitamin C, trong bắp cải cũng có rất nhiều vitamin này. Do đó mà công dụng của bắp cải còn là làm cho hệ thống miễn dịch phát triển mạnh hơn. Vitamin C cũng rất tốt cho chăm sóc sức khỏe làn da. Thứ năm là giảm trọng lượng cơ thể. Bắp cải là một trong những loại rau top đầu được đề nghị cho những người muốn giảm cân một cách tự nhiên lành mạnh. Bắp cải có chứa rất nhiều cái thành phần hữu ích của vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng khác. Bạn có thể ăn bắp cải với số lượng lớn vì nó có hàm lượng chất xơ đủ cao và ít calo, nó sẽ không làm tăng trọng lượng của bạn. Và cái tác dụng thứ sáu đấy là giải độc cơ thể. Do có chứa cái hàm lượng vitamin C và lưu huỳnh cao, bắp cải có thể giúp loại bỏ độc tố cái gốc tự do. Các cái gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính của bệnh viêm khớp, bệnh ngoài da, bệnh thấp khớp và bệnh gút. Thứ bảy là tốt cho não. Bắp cải hoặc các loại rau họ cải là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin K, có thể giúp cho sức khỏe tâm thần và cái sự tập trung của bộ não. Các cái dưỡng chất này cũng có thể ngăn ngừa tổn thương thần kinh, giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí. Vì vậy mà bắp cải rất có lợi cho sức khỏe não bộ của bạn. Và cái tác dụng thứ 8 ở đây là bắp cải là rất tốt cho mắt. Bắp cải là một nguồn rau có chứa beta carotene. Hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có tuổi thường xuyên ăn bắp cải, họ có khả năng ngăn chặn sự thoái hóa điểm vàng và có thể là cải thiện sức khỏe mắt cũng như là ngăn ngừa cái đục thủy tinh thể. Chất beta carotene theo một số nghiên cứu có thể giảm ung thư tuyến tiền liệt. Và cái tác dụng thứ 9 của bắp cải ở đây là bắp cải có chất chống viêm và là một cái nguồn chính glutamine. Glutamine là một cái chất chống viêm mạnh, vì vậy mà ăn bắp cải có thể giảm tác dụng của các cái bệnh như là viêm, kích ứng, dị ứng, đau khớp, sốt và các cái rối loạn về da. Tác dụng thứ 10 là sức khỏe xương cốt. Bắp cải chứa các cái chất khoáng như là canxi, magie và kali. Khoáng chất này được biết đến với cái khả năng là duy trì sức khỏe của xương. Thứ 11 là đối phó với bệnh nhức đầu. Sử dụng lá bắp cải như một miếng gạc ấm có thể giúp giảm đau đầu. Hơn nữa, nghiền lá bắp cải và đặt nó lên trán cũng có thể giảm đau đầu. Đối với cái bệnh mà đau đầu mãn tính, uống nước ép bắp cải 20 đến 50 ml có thể giúp xóa bỏ những cái cơn đau đầu. Và tác dụng thứ 12 đấy là nhuận tràng. Lợi ích của bắp cải còn giống như cái việc mà ăn các loại rau khác. Bắp cải cũng là một loại rau giúp việc đại tiện dễ dàng và có cái hàm lượng chất xơ trong rau. Và cái tác dụng thứ 13
Đây là rất tốt cho thai nhi. Axit folic rất quan trọng với cái sự phát triển của thai nhi, vì vậy mà cho phụ nữ mang thai ăn bắp cải giúp hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng axit folic. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 13 tác dụng của bắp cải có thể là chúng ta chưa biết, và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị rất nhiều trong trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi, và bản tin sức khỏe hạnh phúc của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.